Thưa quý vị, một món ăn cũng giúp giảm cân mà vừa ngon vừa đảm bảo chất dinh dưỡng nữa, đó chính là bánh sau câu. Bánh sau câu thì rất là dễ làm và một hương vị rất là quen thuộc với mọi người. Và một trong những loại bánh sau câu nổi tiếng trong thời gian gần đây, đó chính là bánh sau câu 3D. Đầy sự sáng tạo và nghệ thuật trong đó, chúng ta có thể làm một chiếc bánh sau câu với hình thù như là con công, con phượng, rồi vẽ rất là nhiều loại hoa trái lên chiếc bánh này. Và nhân dịp và sinh nhật kênh VTC9 tròn 3 năm tuổi, thật ra là cũng trôi qua được vài ngày rồi, nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi mới có dịp gửi tặng đến bạn video này cho tất cả quý vị để chúng ta cùng với nghệ nhân Trần Thị Phương Nga làm một chiếc bánh sau câu 3D hết sức đẹp mắt nha. Thưa quý vị, bên cạnh tôi ngay lúc này là nghệ nhân Trần Thị Phương Nga. Và nhân dịp sinh nhật kênh VTC9 tròn 3 tuổi thì nghệ nhân Trần Thị Phương Nga sẽ có một món quà hết sức đặc biệt, đó chính là chiếc bánh thạch 3D. Và ngày hôm nay tôi rất là vinh dự khi được góp mặt để cùng chị hoàn thiện chiếc bánh này. Xin chào tất cả mọi người. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 3 tuổi của kênh VTC9 thì mình có làm một chiếc bánh thạch 3D để chúc mừng sinh nhật bên VTC9. Khởi đầu là nó sẽ có cái hình logo của cái VTC9 này. Vâng, rất là tuyệt. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu làm nhé. Chị Nga, em thấy có một nồi đầy màu sắc thế kia. Vậy thì làm thế nào để có một cái màu như thế này ạ? Những cái màu này nó cũng là được pha từ bột thạch và các cái nguyên liệu tự nhiên. Ví dụ như là màu trắng đây là mình sẽ pha từ sữa đặc với phần cốt dừa. Còn cái màu xanh này là pha từ bột trà matcha. Còn cái phần màu hồng này thì có thể từ cái quả thanh long đỏ hoặc là xì dâu, nó sẽ ra màu hồng. Còn màu đỏ này nó là cái bột gạo đỏ, bột gạo lên men. Vậy thì khi chúng ta ăn thì sẽ rõ cái vị đó ra đúng không ạ? Đúng rồi, màu nào nó sẽ có của cái vị đó. Vậy tại sao chúng ta lại phải bẻ kim tiêm hả chị? Khi mà mình để thẳng như này mình rất là khó vẽ. Phải bắt buộc mình phải bẻ cái kim để mình như là cái bút để mình đưa ngay. Mình vẽ tất cả những cái hình mà mình muốn. Tức là hoa với lá mình đều chỉ vẽ bằng một cái kim này thôi. Đấy, nó như một cái bút của mình ấy. Thế bắt buộc mình phải bẻ cong đi để dễ làm được. Em phải cầm kim này, cầm như này này, hai ngón tay em co này. Đấy. Tức là lòng bàn tay em chỉ cần co hai ngón tay vào, cái tay thả lỏng ra, cắm nó xuống, ngang cái kim ra xong rồi em quay một vòng như này là nó sẽ được. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cái phần trang trí hoa cho chiếc bánh của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ gắn chữ chúc mừng sinh nhật vào đây. Thì nó có hai cách. Một là chúng ta sẽ gắn vào đằng sau này và chúng ta đổ đế lên. Đấy. Hai là chúng ta đổ đế bánh xong rồi đợi cái bánh đông lại chúng ta úp ra. Thì chúng ta sẽ gắn lên này. Đây, ví dụ như là một cái kết cấu của một cái bánh hoàn thiện là nó sẽ như thế này. Tức là nó sẽ có cái phần thạch trong này để mình bơm hoa. Đấy, sau khi bơm hoa như này xong thì chúng ta sẽ đổ một cái lớp đế nền như thế này. Ở cái lớp đế này là nó sẽ mang theo những cái vị mà mình thích ăn. Màu sắc cũng là để phối để làm cho cái hoa nó nổi hơn. Đấy. Thì mình cũng sẽ làm tương tự với tới lại cái bánh nhá. Sinh nhật này. Vâng, thật sự trông rất là hấp dẫn. Và chỉ một chút nữa thôi là chúng ta sẽ hoàn thiện xong chiếc bánh này. Và em rất là háo hức để xem thành quả cuối cùng của chúng ta như thế nào.
Và đây là thành quả của ngày hôm nay. Còn đây là thành quả của tôi, mặc dù không được để mắt cho lắm nhưng mà đây quả thật là một trải nghiệm hết sức thú vị. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn chị Nga về món quà rất là tuyệt vời này. Cảm ơn em, cảm ơn chương trình. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 3 của VTC9, mình cũng có lời chúc cho chương trình ngày một thành công hơn. Vâng, và chắc chắn rồi, và kênh VTC9 cũng xin chúc chị Nga sẽ có thêm được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và một lần nữa xin chúc mừng sinh nhật kênh VTC9 ạ.